Sau khi lực lượng đặc nhiệm này tiêu diệt các phần tử nguy hiểm, một container bí ẩn nhanh chóng được mở ra, nhưng bên trong không có vật phẩm gì quan trọng, mà chỉ có một người đàn ông bí ẩn đang bị xích. Hình xăm con bọ cạp màu đen sau lưng anh ta trông rất quỷ dị. Không ai biết thân phận thực sự của anh ta là gì. Cũng chẳng có ai biết tại sao anh ta lại trở thành hàng hóa vận chuyển. Trên một chiếc máy bay tư nhân, người đàn ông nhận được một cuộc điện thoại. The Scorpion đáng giá tiền tỷ đã bị lũ cớm cướp mất. Sau khi cúp máy, mặt mày hắn ta đột nhiên trở nên biến sắc. Hắn là Scorpion, tôi không muốn để mất hắn. Không phải bây giờ, không phải mất lần nữa. Sau đó, hắn ta đưa người của mình đến tìm hacker giỏi nhất thành phố. Xâm nhập vào điện thoại của lực lượng đặc nhiệm S, trực tiếp định vị được nơi giam giữ Scorpion. Tuy nhiên bên phía S vẫn chưa biết nguy hiểm đang cận kề. Bọn họ đưa Scorpion về trụ sở và giam giữ một tên Josiah là Diego đã phụ trách việc trông coi Scorpion. Lúc đầu Diego không biết mình đang áp giải ai, nhưng khi lực lượng đặc nhiệm nói với hắn đó là Scorpion, thì mặt hắn ta đột nhiên biến sắc, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Hãy nói với họ là do tôi làm. Nói xong hắn điên cuồng đập đầu xuống bàn, tự đập đầu cho mình chết, máu chảy lênh láng trên bàn. Đội trưởng Travis dựa vào khứu giác của những người lính thâm niên nên đã nhận ra được tầm nghiêm trọng của vấn đề. Anh ta quyết định tự mình đến thẩm vấn Scorpion. Trong phòng thẩm vấn, anh ta hỏi thân phận thực sự của Scorpion là gì. Scorpion lộ ra vẻ dị thường. Anh nói với Travis rằng thông tin trong đầu mình đáng giá hàng tỷ đô. Ngoài ra lát nữa sẽ có hai tên giả danh là FBI tới đưa anh đi. Đội trưởng nghe xong, lúc đầu không tin. Nhưng giây tiếp theo cô đồng nghiệp Ellen đã đến thông báo rằng người của cục điều tra liên bang đến đưa Scorpion đi. Travis khựng lại, anh ta đến sảnh gặp hai tên cảnh sát kia. Anh sử dụng chuyên môn quái lạ để kiểm tra hai sĩ quan cảnh sát, thì phát hiện ra thân phận của hai tên này đúng thật là giả. Thân phận bị bại lộ, hai tên kia liền trở mặt, lôi vũ khí ra định xiên chết đội trưởng. Travis tuy phản ứng nhanh nhưng vẫn bị một tên đè xuống đất. May mà đồng nghiệp chạy đến kịp thời nên đã khống chế được bọn FBI giả mạo. Mọi việc xảy ra đều đúng như những gì Scorpion dự đoán. Anh ta nhanh chóng quay lại phòng thẩm vấn, thì phát hiện Scorpion đã biến mất. Anh ta muốn khống chế Scorpion lần nữa, thì bị Scorpion lấy nhu khắc cương đánh rớt khẩu súng xuống. Anh nắm lấy một tay và đập mạnh Travis vào tường. Scorpion nhặt súng lên, tưởng chừng Travis sẽ bị bắn chết nhưng không ngờ Scorpion đã quay ngược súng lại và đưa cho anh. Đồng nghiệp đuổi đến và Scorpion lại vào tù. Anh nói với đội trưởng rằng thông tin trong tay mình cực kỳ nguy hiểm. Nếu bọn họ tiếp tục giữ anh lại, thì người ở trụ sở này sẽ phải trả giá đắt. Travis không muốn liên lụy đến đồng nghiệp, nên đã tự mình đưa Scorpion rời đi, chuyển anh đến một nơi an toàn. Tuy nhiên hai người vừa rời khỏi trụ sở, thì Scorpion đã chú ý đến ánh sáng phản chiếu trên tòa nhà phía xa xa. Anh lập tức bảo đội trưởng cúi người xuống, chỉ thấy pháo làm lật chiếc xe bọc thép. May mà chiếc xe được trang bị vẻ ngoài cứng cáp nên hai người không bị thương. Một trong số họ đã bắt đầu dùng cưa máy và trực tiếp cưa phần cửa xe ra. Scorpion ung dung ngồi đợi ở trong xe, nhân tiện giơ hai tay lên, bọn đầu gấu xông vào. Tuy nhiên Scorpion được cởi trói thì đó đúng là thuận thế và không ai có thể ngăn cản được. Anh dùng hai tay không cũng knock out được mấy tên. Một con dao lao tới, anh dùng tay không giật lấy và chặt gãy cổ tay của hắn ta, sau đó lại cầm dao xiên chết một tên. La nhìn qua màn hình giám sát thì giận tím người, lập tức hạ lệnh điều động đội quân hạng nặng tới. Đại quân chiến đấu không ngừng áp sát. Scorpion lăn người qua và cúi người xuống nấp sau tường chống đạn. Giây tiếp theo bọn côn đồ nhảy xuống xe, xả đạn điên cuồng. Lực lượng SWAT chạy đến ứng cứu. Sau một hồi xả đạn quyết liệt, một chiếc ô tô vụt tới mở cốp xe ra. Hỏa thần gắt linh xoay đạn liên tục vào lực lượng SWAT, cục diện ngay lập tức xoay chuyển. Trong cơn tuyệt vọng, ra lệnh khóa chặt căn cứ, kích hoạt chế độ phòng thủ. Ở trong, Travis dẫn Scorpion vào phòng. Chỉ thấy Ellen bất ngờ lôi súng ra, chĩa thẳng vào đầu Scorpion. Cô ấy cho rằng mọi rắc rối đều do Scorpion mà ra. Scorpion điềm tĩnh quay đầu lại nói với cô, nếu giết anh thì người ngoài kia vẫn sẽ xông vào. Quả nhiên khi cánh cửa chống đạn đóng lại, La ngay lập tức yêu cầu hacker điều khiển máy chủ sập nguồn điện. Rất nhanh sau đó theo cả trung tâm chỉ huy bỗng nhiên tối om như tương lai của tôi. Căn phòng đen kịt, nhân viên kỹ thuật hốt hoảng bật camera trong phòng lên. Anh muốn biết hành tung của kẻ địch. Tuy nhiên Scorpion phân tích, đối phương đã xâm nhập vào hệ thống. Nếu bật camera lên sẽ chỉ tiết lộ tung tích của ta trước mặt kẻ thù. Sau khi tắt camera chỉ thấy một chiếc điện thoại cũ đột nhiên đổ chuông. Đội trưởng bắt máy lên, tên La tự giới thiệu. Mình đang có vô số đại đội quân riêng, yêu cầu Travis hãy giao Scorpion ra. Travis lập tức từ chối. La nghênh ngang gọi tên từng đội quân một, uy hiếp sẽ đứt cả nhà Travis. Scorpion hét lên một tiếng, đủ rồi. Anh nói trong 10 phút nữa mình sẽ ra ngoài kia. Yêu cầu La phải đảm bảo an toàn cho lực lượng đặc nhiệm. Travis họp mọi người lại để cùng nhau tìm ra phương án chống lại kẻ thù. Họ tìm một tù nhân đã chết giả dạng là Scorpion, sau đó giả vờ đầu hàng và giao nộp Scorpion ra, để Scorpion thật nấp sau thi thể đã chết. Và lợi dụng địa hình riêng biệt của trung tâm chỉ huy, vào lúc giao nộp khi kẻ địch mất cảnh giác thì bọn họ sẽ bất ngờ tấn công, giết cho bọn chúng không kịp trở tay. Toàn thể lính đặc nhiệm chấp hành theo mệnh lệnh của đội trưởng. Bọn họ trang bị đầy đủ đạn dược, kiểm tra vũ khí, phân phát bộ đàm. Tuy nhiên Scorpion lại đến gặp riêng đội trưởng, anh với Travis rằng ở đây có nội gián. Mặc dù đội trưởng đã rất tin tưởng Scorpion, nhưng Travis không dám tin lính đặc nhiệm lại có người phản bội mình. Thế là anh ta vẫn quyết định sẽ theo kế hoạch mà làm.
Scorpion đặt thi thể lên cáng rồi đẩy ra khỏi phòng. Đám côn đồ lao xuống xe, chậm rãi tiến về phía trung tâm chỉ huy. Chính vào giây phút trước khi lực lượng đặc nhiệm chuẩn bị xả đạn, thì kẻ địch bỗng chạy ngay đi. Đúng như lời Scorpion nói, hóa ra anh lính đặc nhiệm Wood đã bị bọn chúng mua chuộc 50 triệu đô. Anh ta bí mật lên lầu 3 và dùng đèn pin để truyền mật mã Morse, truyền tin cho La. Anh đã thả tên FBI giả mạo kia ra. Không những thế, ta còn nói cho hắn cách mở cửa chống đạn. Sau khi lật mặt, tên FBI giả mạo kia liền bẻ cổ Wood. Ngay sau đó hắn đã ăn luôn một phát đạn. Nhờ màn nã đạn không ngừng, hắn đã thoát khỏi tầm mắt của Ellen và chạy trốn đến phòng kỹ thuật của trung tâm chỉ huy. Ellen kiểm tra mạch đập ở cổ của Wood, thấy đội trưởng đuổi đến, hai người họ cùng nhau đến phòng kỹ thuật điện. Bị tên FBI giả kia mai phục, đội trưởng nhanh chóng lao ra. Ellen thụi vào người hắn, giày cao gót đập thẳng vào sống lưng. Ellen chạy lại kiểm tra tình hình của đội trưởng thì bị tên FBI giả đánh lén sau lưng. Thấy dìu sắp bổ xuống, đội trưởng gắng gượng đứng dậy nạp đạn cho súng. Cuối cùng anh đã cứu được Ellen. Chính vào lúc này đèn báo động màu đỏ bỗng phát sáng, cửa chống đạn bất ngờ kéo lên. Lara hạ lệnh cho đám côn đồ bên ngoài xông vào, tiến thẳng vào bộ chỉ huy. Chỉ thấy vô số phần tử khủng bố nguy hiểm ùa vào. Lực lượng khủng bố quá đông đảo khiến những người lính đặc nhiệm đã kinh qua nhiều trận chiến không khỏi choáng váng. Chỉ thấy đội đặc nhiệm nhanh chóng hành động, ẩn thân trong bóng tối và lợi dụng địa hình để ám sát nhiều tên côn đồ. Tuy nhiên số lượng bọn chúng vô cùng áp đảo, đạn bay tứ phía bắn thẳng vào đội đặc nhiệm. Jefferson trúng đạn nên đã bảo đồng đội đi trước, sau đó kích hoạt thắt lưng nổ và tự sát, lôi thêm đám côn đồ theo cùng. Đám đông còn lại tiếp tục xông thẳng vào cục chỉ huy. Bọn chúng giáo giết truy lùng đội đặc nhiệm, chúng chạy đến trước cửa. Chính vào lúc này Scorpion đạp cửa ra, thở ra một tiếng và nả súng một cách điên cuồng vào bọn côn đồ, nhanh chóng thiêu rụi kẻ thù. Không chỉ vậy, khi Scorpion đang tìm vũ khí, anh vô tình phát hiện thấy đường hầm chạy thoát của trung tâm chỉ huy. Đội trưởng để đồng đội theo đường hầm chạy trước. Scorpion vốn định nhân cơ hội chạy trốn, nhưng cuối cùng anh đã chọn ở lại để cùng Travis tiêu diệt kẻ thù. Hai người hợp sức lại, hai cô gái tranh đấu quyết liệt. Chưa được bao lâu, La ở sau lưng đánh ngất Ellen và dẫn nữ sát thủ đi săn lùng Scorpion. Khi thấy anh, La liên tục nả đạn xuống, đội trưởng lăn xuống cầu thang. Hai người chia nhau ra hành động. Ở bên này, Scorpion phải đối đầu với sự truy lùng của La. La nấp sau bong ke và chủ động tấn công trước. Hắn cầm chặt lấy súng xả đạn liên tục về phía Scorpion. Scorpion không tránh kịp nên đã trúng đạn ở bụng. Tuy nhiên đạn đã sắp hết. La ném súng xuống, không biết tự tin ở đâu ra, mà dám chạy lại đòi cơm bạt tay đôi với Scorpion. Liên tục né những cú đá của Scorpion và đá vào vết thương của anh. Chỉ thấy Scorpion phẫn nộ giơ một chân lên, nhanh chóng biến thành một chiếc xe tăng hình người. Scorpion phi một chân vào người La trực tiếp cho hắn ta về chầu ông bà. Ở bên này đội trưởng đang giao chiến với nữ sát thủ. Họ đối đầu trên thanh sắt, đội trưởng dần rơi vào thế bất lợi. Ngã ra sân thượng, cô ta đấm dã man vào người anh. Đội trưởng cũng không chịu thua, đấm nữ sát thủ bay ra ngoài. Đội trưởng né sang bên và lập tức dùng tay đẩy mạnh xuống. Cô sát thủ xinh đẹp của chúng ta bỗng chốc trở thành thành cô hồn tháng 7. Hai người giải quyết xong đối thủ của mình, họ nhìn nhau cười. Cuộc hỗn chiến cuối cùng cũng đã kết thúc. Sau đó Travis đến hành lang và gọi Ellen đang bị ngất xỉu dậy. Bọn họ ra một bãi đất chống đợi người chi viện. Trong lúc đang trò chuyện, Scorpion lôi ra một chiếc răng giả, bên trong được gắn một con chip nhỏ. Đây chính là thứ mà bọn côn đồ đang tìm kiếm. Tuy nhiên điều khiến người ta sốc hơn cả là Ellen đột nhiên chĩa súng vào hai người họ. Trong lúc đang hỗn loạn, Ellen nhặt lấy con chip và chạy đi. Hóa ra Ellen cũng là nội gián. Scorpion trúng đạn nằm dưới đất, còn thuyền trưởng thì rút súng ra. Ellen nấp sau xe và liên tục xả đạn. Travis hốt quá nên chỉ có thể vừa bắn vừa lùi. Nhân cơ hội đó, Ellen chạy thẳng vào rừng. Đội trưởng nhanh chóng đuổi theo. Vừa vào rừng thì anh bị Ellen đột kích, suýt chút nữa bể đầu. Ellen xuất hiện, cô ta lấy cây gậy quật tới tấp vào người Travis. Đội trưởng cũng không chịu chết, anh lấy chân đạp ra và giơ nắm đấm lên, thì không may bị Ellen lôi tay lại và vật lăn ra đất. Hai người đánh nhau quyết liệt một hồi lâu. Trong lúc giằng co, Ellen nhặt súng lên tính cho Travis một viên chí mạng, thì bị anh ta đè mạnh xuống đất áp chế tại chỗ. Mọi chuyện cuối cùng cũng đã thực sự kết thúc. Đến đêm, cuối cùng đội chi viện cũng đổi tới, phong tỏa trung tâm chỉ huy. Ellen bị cảnh sát liên bang còng tay đưa đi. Đội trưởng thất vọng nhìn Ellen rời đi. Bỗng nhiên anh được đội pháp y gọi tới xác minh thi thể của Scorpion. Pháp y mở túi sát bên trong xe cứu hộ ra. Thi thể đó tuy mặc quần áo của Scorpion nhưng đó không phải là Scorpion. Đội trưởng có hơi ngơ ngác nhưng cuối cùng anh đã chọn cách gật đầu. Anh biết Scorpion sẽ không chết dễ dàng như vậy. Được rồi, bộ phim hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.